Xin chào các bạn, mình là Kamezaman Vochi đây ạ. Nay mình sẽ quay trở lại phân tích vũ trụ CKBD Toilet Zombie. Một thời gian không quay lại xem vũ trụ này, mình đã khá bất ngờ. Các tập phim đang ngày trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Đặc biệt là Monster Up đã có các bản lồng tiếng Việt nữa. Nó đã khiến các tập phim thú vị hơn rất nhiều. Và nay mình sẽ phân tích gộp tập 47 và 48 luôn cho nó máu nha. Hai tập phim này thực sự đã cho chúng ta thấy được rất nhiều bí ẩn được giấu bấy lâu nay. Liên minh đã thực sự điều chế ra vũ khí có thể cứu những người đã biến đổi. Thế nhưng tên bác sĩ dịch hạch vẫn có kế hoạch phòng bị cho tất cả. Thậm chí là hắn ta đã biến tờ Lanzer Kamezaman thành kẻ phản bội bấy lâu nay. Vậy hãy cùng nhau phân tích xem liệu kế hoạch của tên bác sĩ dịch hạch là gì? Liệu có phải bờ Lanzer đã lừa chúng ta bấy lâu nay hay không? Bí mật giữa hiệp sĩ bí ẩn và tên bác sĩ dịch hạch là gì? Tất cả sẽ có trong video phân tích này. Vậy nên hãy nhớ xem tới cuối để không bỏ lỡ chi tiết thú vị nào nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi thêm các phân tích khác trên kênh của mình. Được rồi, chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi nào. Let's go! Bắt đầu tập phim, sau khi Titan Kamezaman và nữ công tước Astro tới viện trợ Lanzer, tên tiến sĩ zombie đã bắt đầu gọi lũ zombie cảm tử ra. Chúng cực kỳ hung hãn đuổi theo Titan Kamezaman và nữ công tước. Titan Kamezaman đã sử dụng khả năng xả đạn như mưa của mình để hạ gục một số tên đang dí theo. Sau đó anh ấy định úp sọt lạo tiến sĩ zombie, nhưng một tên zombie cảm tử đã bám lên được người anh ấy. Sau khi nó kích hoạt thì kế hoạch của Titan Kamezaman đã bị phá vỡ và khiến anh ấy bị rơi. Trong khi đó, nữ công tước vẫn đang phải bận rộn trước lũ zombie cảm tử này. Nhưng cô ấy vẫn không quên phòng bị trước tên tiến sĩ zombie. Hắn ta sử dụng chiếc đôi bắn ra một tia năng lượng bí ẩn về phía cô ấy. Nhưng với tốc độ rất nhanh của Astro, nữ công tước dễ dàng né tránh được nó. Cô ấy cũng bắt đầu phản công lại tên tiến sĩ, nhưng hắn có tấm khiên năng lượng để phòng thủ chắc chắn. Trong lúc mải tấn công, cô ấy đã có chút lơ đãng. Một tên zombie cảm tử đã lao tới và nó bám rất chặt vào đầu của cô ấy. Thậm chí là nữ công tước đã cố kéo nó ra nhưng vẫn không thể. Ngay khi tưởng chừng cô ấy sẽ phải chịu vụ nổ từ nó thì Giman Toilet đã bất ngờ xuất hiện. Anh ta đã kết liễu nó bằng một nhát đâm. Sau khi bị thương nghiêm trọng trước đó, anh ấy đã được sửa chữa và giờ cũng sở hữu một hình thể khác, mặc dù không còn có sức mạnh từ viên đá X18 nữa. Bởi nếu như sử dụng lại thì anh ấy sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng anh ấy cũng đã được cải tiến rất mạnh. Trong lúc mà Giman tiêu diệt con zombie cảm tử, chúng ta cũng thấy xác của tên tiến sĩ điên trên tay anh ấy. Vậy là trước đó Giman Toilet cũng đã xuất hiện và cứu thanh niên Sir Pickerman. Sau đó Giman Toilet đã ném tên đó về phía tên tiến sĩ zombie. Khi lão ta túm lấy tên đó và xem xét thì nó cũng ngay lập tức phát nổ. Vụ nổ đó đã lấy đi một bàn tay của tên tiến sĩ zombie. Giman Toilet cũng bắt đầu đưa cho Lanzer một hệ thống rách tách mới, kèm theo đó là một vũ khí cực kỳ mới. Và nó chính là vũ khí được tạo nên từ viên đá tím, vũ khí có khả năng loại bỏ virus zombie ra vật chủ. Và họ đang lên kế hoạch để cứu tên tiến sĩ zombie khỏi sự khống chế của virus. Titan Kamezaman quyết định tấn công hắn ta trước, nhưng hắn đã sử dụng chiếc đuôi đâm thẳng vào vai trái của Titan Kamezaman. Anh ấy cố tấn công hắn để thoát khỏi sự khống chế, nhưng mọi thứ đều bị tên tiến sĩ zombie nắm thóp. Anh ấy đang phải đứng trước nguy cơ bị lây nhiễm. Lúc này tờ Lanzer định bắn viên đạn điều trị vào tên tiến sĩ zombie, nhưng hắn ta đã né nó một cách dễ dàng. Viên đạn vô tình cứu sống một Kamezaman zombie. Chỉ mất một tích tắc, cơ thể của anh ấy đã được chữa trị hoàn toàn. Anh ấy đã ăn mừng vì sự trở lại thành Kamezaman bình thường, nhưng chưa kịp vui thì một tên zombie đã lại cắn cho anh ấy một nhát. Vậy là cả hai lần biến đổi cũng chỉ vỏn vẹn vài giây. Đúng là trong cái rủi có cái may, mà trong cái may thì lại có cái đen. Tên tiến sĩ zombie bắt đầu kích hoạt thêm điện tích trên đuôi và cho Titan Kamezaman một chưởng. Cú bắn đã để lại trên người anh ấy một lỗ, nó cũng khiến một bên cánh tay của anh ấy ngừng hoạt động. Nữ công tước và Giman đã bắt đầu hợp lực lại tấn công tên tiến sĩ zombie để tạo cơ hội tiếp theo cho Lanzer. Mặc dù tấn công dữ dội là thế, nhưng tên này cũng vô cùng trâu. Lớp giáp của hắn vô cùng bền bỉ trước những cú bắn của họ, nhưng nó cũng khiến hắn ta không thể hành động. Tên tiến sĩ zombie cũng nhận ra điều đó, vậy nên hắn ngay lập tức nhảy sang vị trí khác để thoát khỏi thế gọng kìm. Hắn ta tính tấn công Giman Toilet bằng chiếc đôi, thế nhưng anh ấy phản xạ rất nhanh né tránh, sau đó đáp trả lại hắn một cú đấm cực mạnh vào thẳng mặt. Titan Kamezaman chọn cách tấn công hỏa tiễn từ xa để trợ giúp, nhưng nó đã bị né. Nữ công tước đã sử dụng sức mạnh điện từ của cô ấy, đỡ những tên lửa đó lại sau đó ném thẳng vào người tên tiến sĩ. Zombie nhận ra vấn đề, hắn lại bắt đầu kích hoạt thêm một viên năng lượng khác trên đuôi. Nhưng lần này Giman Toilet đã xuất hiện túm lấy chiếc đuôi của hắn. Còn nữ công tước Astro xuất hiện phía trước để khống chế những nanh vuốt của hắn ta. Lúc này Titan Kamezaman chỉ việc lao tới và chém bay nó. Một màn kết hợp vô cùng hoàn hảo tới từ ba người. Họ tiếp tục khống chế tên tiến sĩ để tờ Lanzer có thể bắn viên đạn điều trị vào hình thể thật của tên tiến sĩ bên trong khoang miệng. Thế nhưng hắn vẫn vô cùng lì lợm, khi viên đạn bay tới thì hắn đã ngậm miệng lại. Vậy nên viên đạn không thể trúng được. Giman Toilet đã rất tức giận. Anh ấy bắt đầu sử dụng nắm đấm của mình để nói chuyện với hắn. Sau ba cú đấm thì giờ quay hàm của hắn đã không còn có thể khép lại được nữa. Lần này chỉ còn viên đạn cuối cùng nên không được phép sai sót nữa. May là viên đạn đã thành công ghim vào đầu tên tiến sĩ. Một luồng sáng tím phát ra từ tiến sĩ zombie. Ngay sau đó cơ thể khổng lồ của hắn đã gục ngã và ngừng hoạt động. Tiến sĩ Shikimidi đã trở lại hình dạng ban đầu của lão. Vậy là cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực cứu chữa, họ đã thành công cứu được người đầu tiên khỏi 6 rút zombie. Và việc cứu tiến sĩ Shikimidi chắc chắn cũng sẽ là điều tốt.
vì ông ta sẽ có thể giúp liên minh chế tạo ra rất nhiều vũ khí mới. Chúng ta hãy nói một chút về cơ chế hoạt động của vũ khí mới này. Nó có tên là vũ khí chuyển đổi linh hồn, và nó chính là được tạo ra từ viên đá linh hồn mà họ đã mất công rất nhiều để có được. Và cơ chế hoạt động của nó vẫn như lúc họ có được nó, chính là việc đánh đổi một linh hồn có giá trị tương đương để hồi sinh lại cơ thể một người khác bên trong cơ thể zombie. Nói dễ hiểu thì cứu một Kamehameha hoặc những điệp vụ thường thì chỉ cần những linh hồn thường để đổi với nhau, tức là một linh hồn Kamehameha chỉ cứu được một Kamehameha zombie hoặc một đặc vụ thường khác. Vậy nên nếu như họ cứu toàn bộ những đặc vụ bị nhiễm virus thì họ sẽ phải mất đi một nửa linh hồn trong số đó. Trong khi đó, muốn cứu một số nhân vật quan trọng, ví dụ như tiến sĩ CKBD này hay một số tai từng khác bị nhiễm virus, họ cần rất nhiều linh hồn của các đặc vụ hoặc là một linh hồn tương đương. Ví dụ như muốn cứu tai từng TV Man thì sẽ lấy linh hồn của tai từng Sir Pickle Man vậy. Điều này khiến mọi thứ không hề dễ dàng, và việc sử dụng linh hồn để đánh đổi cũng khiến họ khó quyết định hơn rất nhiều. Đó là cơ chế hoạt động cũng như cái giá phải trả cho viên đá linh hồn. Sau khi họ cứu được tiến sĩ CKBD, tên bác sĩ dịch hạch đã bất ngờ xuất hiện tại khu vực này. Tưởng như hắn tới để oánh lộn hay gì, nhưng bất ngờ là hắn đã chọn cách đầu hàng. Việc tự dưng tới đầu hàng như thế này, với độ nham hiểm và thâm độc của hắn thì chắc chắn hắn đã có kế hoạch riêng cho mình rồi. Sau khi hắn đầu hàng thì liên minh đã bắt đầu đem hắn về căn cứ. Trên đường đi hắn ta nhìn chằm chằm vào Clanger. Lúc này hắn lại lần nữa gây nhiễu vào tâm trí Clanger. Vì cơ thể của anh ấy vẫn đang có virus bị tiêm trước đó trong cơ thể, vậy nên tên bác sĩ dịch hạch vẫn đang cố gắng để khống chế anh ấy. Những ảnh vẫn luôn quanh quẩn trong đầu của anh ấy. Mỗi lúc hắn muốn khống chế tâm trí anh ấy thì nó sẽ lại xuất hiện. Ngay sau đó họ đã bắt đầu đưa được tên bác sĩ dịch hạch về căn cứ của họ. Đây là căn cứ chính của liên minh, nơi chứa đựng rất nhiều dự án bí mật của họ. Việc đưa hắn về căn cứ này đã một phần tiết lộ vị trí cũng như những kế hoạch, thậm chí là những vũ khí bí mật mà họ đang nghiên cứu ra. Điều này thấy rằng họ đang quá chủ quan và tự tin rằng có thể bắt giữ được tên bác sĩ dịch hạch. Hắn ta đã quan sát thấy những dự án của liên minh. Có thể thấy đây chính là viên đá X18 và vũ khí linh hồn đang được trích xuất. Ngoài ra thì còn có thêm hai chiếc thùng bên này. Có lẽ cũng là nghiên cứu vũ khí mới, nhưng nó đã được đóng lại. Mình còn để ý thấy một dự án khác trên màn hình máy tính, dòng chữ có ghi rằng tìm đường sáng tạo. Có vẻ như họ đang muốn tìm ra người tạo ra những viên đá năng lượng trong vũ trụ này cũng nên. Và dường như mình nghĩ rằng tên bác sĩ dịch hạch này cũng đang muốn tìm ra người đó. Vậy nên hắn chọn cách để bị bắt vào căn cứ của liên minh, từ đó mà hắn có thể biết thêm một số thông tin bí mật về đường sáng tạo. Lúc này hiệp sĩ bí ẩn cũng xuất hiện ở vị trí này, và khá bất ngờ khi hiệp sĩ bí ẩn đã chào hắn là người bạn cũ. Hiệp sĩ nói rằng mọi thứ đã đến lúc phải kết thúc. Anh ta yêu cầu hắn trả lại những người lây nhiễm và sẽ đưa hắn trở về nhà. Nhưng hắn ta đã cười khẩy điều đó. Hắn cho rằng về nhà hắn sẽ tiếp tục là người bị truy lùng vĩnh viễn hay sao? Điều này cho thấy ở vũ trụ của hắn thì hắn cũng đang phải chịu sự truy lùng từ một thế lực nào đó. Vậy nên hắn đã chọn tới vũ trụ này để phát triển kế hoạch. Hiệp sĩ đã hỏi hắn tại sao lại làm tất cả những điều này. Hắn ta đã nhắc lại chuyện ngày xưa giữa hiệp sĩ và hắn. Khi cả hai họ bị bắt giữ, họ đã có một kế hoạch tạo ra một thế giới hoàn hảo không? Theo như mình tìm hiểu thì cả hai người họ đã từng là những người bị nghiên cứu ở vũ trụ SCP, nơi mà có những phòng thí nghiệm nghiên cứu về những thứ dị biệt như tên bác sĩ dịch hạch này, vì hắn ta có nửa cơ thể là người và nửa là máy. Còn hiệp sĩ bí ẩn là người có khả năng đặc biệt, vậy nên anh ấy cũng là người trong diện nghiên cứu. Cả hai đã từng thân thiết và lên một kế hoạch tạo ra một thế giới hoàn hảo cho họ. Tên bác sĩ nói rằng vũ trụ này sẽ là thế giới mới của hắn và hiệp sĩ, nhưng hiệp sĩ đã từ chối điều đó. Anh ấy nói rằng hoặc là hắn trả lại mọi thứ như cũ, hoặc là bọn ta sẽ xóa sổ ngươi. Nhưng tên bác sĩ đã nhắc tới một người khác. Hắn nói rằng tất cả đều do lỗi của hắn, và tên bác sĩ chỉ đang thực hiện theo những gì mà hắn muốn mà thôi. Và người được nhắc tới lại chính là Clanger Kamehameha. Hắn bắt đầu nói về việc Clanger luôn xuất hiện một cách đúng lúc tại mọi thời điểm, và anh ta cũng trốn thoát mà không bị một vết cắn nào cả, trong khi đã có rất nhiều người phải hy sinh để sửa chữa những lỗi lầm của anh ta. Hiệp sĩ đã nói rằng điều đó là có cố gắng đấy, nhưng họ không ngu tới mức không biết điều đó. Thế nhưng họ cũng không thể ngờ được là chính Clanger cũng không nhận ra điều đó. Vậy nên những người khác cũng không thể nào biết được. Bấy lâu nay anh ta đã bị tên bác sĩ điều khiển trong vô thức, và chúng ta cũng đã sai khi phong cho anh ấy danh hiệu sống dai thành huyền thoại rồi. Tưởng như anh ấy may mắn sống sót qua những trận chiến, nhưng mọi thứ đã đều nằm trong kế hoạch của tên bác sĩ. Tất cả chúng ta đã bị lừa bấy lâu nay. Tên bác sĩ dịch hạch bắt đầu tấn công ý thức Clanger. Cơ thể của anh ấy bắt đầu có sự biến đổi nhẹ. Trong vô thức anh ấy đã hạ sát Sir Beckerman bên cạnh, nhưng hành sáu của anh ấy đang bị mất ý thức và không còn có thể kiểm soát được nữa. Ý thức của anh ấy hiện tại đã hoàn toàn bị khống chế bởi tên bác sĩ dịch hạch. Lúc này căn cứ của họ đã gặp phải cảnh báo. Tên bác sĩ dịch hạch đã truyền tín hiệu cho lũ zombie tới tấn công vào căn cứ này. Lần này một lượng zombie cực kỳ đông và hung hãn đã tràn vào căn cứ của họ. Khung cảnh này vô cùng giống với bộ phim Thế chiến Z vậy. Mặc dù liên minh đã điều động lực lượng của họ cũng như các hệ thống phòng thủ cố gắng ngăn chặn chúng, nhưng hãy xem chúng, với lực lượng đông như vậy không thể có thể ngăn cản chúng được. Vậy là một lần nữa căn cứ của liên minh lại thất thủ. Mình không biết là họ còn có căn cứ nào khác nữa hay không, nhưng lần này thì họ sẽ mất rất nhiều thứ quan trọng trong căn cứ này. Ngay cả tai từng TV Man Zombie cũng đã mò tới đây. Chắc chắn trong tập sau sẽ lại có một cuộc chiến lớn tại căn cứ này đây. Nhưng mình hy vọng liên minh sẽ có thể hồi sinh lại tai từng TV Man bằng súng linh hồn. Cả hai tập phim cho chúng ta khá nhiều bí mật lớn và nhiều điều bất ngờ. Mặc dù liên minh đã được cải tiến lên rất nhiều và chế tạo ra được thứ có thể cứu những zombie khác,
nhưng họ cũng đang phải trả giá cho rất nhiều. Bí mật về bác sĩ dịch hạch và hiệp sĩ bí ẩn cũng đang dần được hé lộ nhiều hơn. Vậy nên các tập sau sẽ càng hấp dẫn hơn nữa. Còn các bạn thì sao? Sau khi xem xong hai tập phim này, các bạn có cảm nhận gì và các bạn có góp ý gì về video phân tích của mình hay không? Hãy để lại bình luận của bạn nhé! Đừng quên theo dõi các video phân tích khác bằng cách like và đăng ký kênh nhé! Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye!